tấn xã Việt Nam, cơ quan thông tin chính thức của nhà nước Việt Nam, hãng thông tấn duy nhất có mạng lưới cơ quan thường trú 63 tỉnh thành cùng 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất trong cả nước. Hơn 1.300 phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam cung cấp các sản phẩm truyền thông đa dạng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam cung cấp thông tin tới bạn đọc nước ngoài bằng 10 ngôn ngữ. Trong chặng đường phát triển hơn 75 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam luôn giữ vai trò là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước, bên cạnh việc đảm bảo vai trò định hướng thông tin trong hệ thống báo chí quốc gia. Tháng 11 năm 2008, Thông tấn xã Việt Nam ra mắt báo điện tử Việt Nam Plus, đáp ứng xu thế phát triển của báo chí hiện đại trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Việt Nam Plus được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung và Tây Ban Nha. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Việt Nam Plus trở thành báo điện tử đối ngoại quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam mở thêm phiên bản tiếng Nga trên báo Việt Nam Plus. Công tác chuẩn bị nhân sự, chuyên gia, kỹ thuật nhanh chóng được triển khai với sự vào cuộc của các phóng viên thường trú tại Nga giàu kinh nghiệm. Sau một thời gian thử nghiệm, với rất nhiều nỗ lực của các biên tập viên và kỹ thuật viên, hôm nay phiên bản tiếng Nga đã chính thức ra mắt bạn đọc. Cũng như 5 phiên bản ngữ khác, bản tiếng Nga cung cấp đầy đủ thông tin trong mọi lĩnh vực. Thông tin tiếng Nga giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cần cù và sáng tạo trong phát triển đất nước, năng động và hòa hiếu trong hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tiềm năng hợp tác, đầu tư và du lịch sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin tiếng Nga của Việt Nam Plus. Thông tin tiếng Nga giúp bạn bè quốc tế và nhân dân Nga hiểu rõ đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại của Việt Nam, cũng như mong muốn cùng Nga thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phiên bản tiếng Nga trên Việt Nam Plus ra mắt đúng vào năm Việt Nam và Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.